Xin chào tất cả các bạn quay lại với kênh Thương MC Channel. Goo Hye Sun khoe ảnh xuất viện nhưng lại nhận được phản ứng khá là gay gắt từ phía cư dân mạng. Nhiều người đã để lại những lời bình luận tiêu cực dưới bài đăng của Goo Hye Sun và cho rằng cô là kẻ nói dối bệnh hoạn. Mới đây, nữ diễn viên Goo Hye Sun đã chia sẻ hình ảnh cùng bài viết cô đã chính thức được xuất viện. Tôi vừa được xuất viện, cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người. Trước đó, người đẹp vườn sao băng từng cho biết cô phải nhập viện để theo dõi tình trạng sức khỏe trong vòng 3 tuần. Vào tháng trước, Goo Hye Sun cho biết cô phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ khối poly. Ở thời điểm bấy giờ, chuyện ly hôn của cô và A Gia Huyên tốn không ít giấy mực của báo giới. Goo Hye Sun liên tục tố chồng trẻ A Gia Huyên ngoại tình, đối xử tệ bạc trong thời gian hai người chung sống. Phản ứng lại, A Gia Huyên lên tiếng phủ nhận chuyện phản bội Goo Hye Sun, đồng thời quyết định khởi kiện ly hôn cô. Câu chuyện của hai người đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Khi một lần nữa, A Gia Huyên, luật sư đại diện của A Gia Huyên lại lên tiếng anh sẽ tiến hành kiện cô về tội vu khống danh dự tên tuổi của anh. Tuy nhiên, bài đăng mới này của Goo Hye Sun lại không nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản trên trang Instagram đã để lại những bình luận tiêu cực nhằm chỉ trích phía Goo Hye Sun là kẻ nói dối bệnh hoạn. Cô ấy vẫn tiếp tục đăng tải những bài chia sẻ trên Instagram sau tất cả những chuyện này mà cô ấy đã gây ra. Cô ấy còn có thể trang điểm đậm như vậy ngay khi vừa xuất viện. Tại sao cô không ở lại bệnh viện? Vừa cắt bỏ khối poly không phải sao? Cô chắc hẳn đã được uống một loại vitamin nào đó mới có thể được cho xuất viện như thế. Cô hành động thật là đáng sợ. Cộng đồng mạng đã để lại bình luận công kích Goo Hye Sun cùng ekip của cô, cho rằng cô là người đã tạo dựng ra câu chuyện với chồng trẻ A Gia Huyên.